Cực đã bị mắc kẹt trong vài ngày tại một vách đá treo leo. Rất may cho nó là một đội cứu hộ đã phát hiện ra sự việc và tìm cách giải cứu nó. Họ đã sử dụng cả thuyền bên dưới lẫn trực thăng bên trên, nhưng việc giải cứu con gấu cũng không hề dễ dàng. Nhóm cứu hộ đã phải bắn thuốc mê, rồi treo lên vị trí con gấu đang nằm để buộc dây cứu hộ. Con gấu sẽ được thả từ từ xuống bên dưới để không làm nó bị thương. Thế nhưng do dây buộc quá lỏng nên con gấu lại bị rơi ra và va đập vào vách đá trước khi rơi xuống nước. Cuối cùng thì nhóm cứu hộ cũng cứu được con gấu và đưa nó lên bờ.